là cái dịp để cho mọi người người ta ngồi lại với nhau, gia đình nó tụ lại với nhau, nó thể hiện cái sự đầm ấm cái ngày Tết của người Việt Nam chúng ta cũng vậy. Và thường thường á, khi mà bắt đầu đi ra tới ngoài hải ngoại rồi đó, quý vị anh chị em biết á, ở bên này á, cái người Tây phương á, chính cái người, cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta đó, nó làm cho cái chữ China New Year đó, nó trở thành cái chữ ở trong cái người Việt của mình á, với lại cái người Á Đông á, chúng ta có ăn Tết chung với nhau. Cái ngày đó đối với cái người Việt của mình á, thôi chuyện gì chuyện, để qua Tết tính, cái năm cũ đi qua rồi, năm mới gặp chuyện xui xẻo quá, cái gì xí xó cho nó qua đi, cái gì cũng qua đi, qua đi à, cho nó xí xó đi. Giống như má tôi ở nhà cũng vậy, má tôi là dân miền Nam gặt luôn, thôi kệ nó con ơi, năm mới thôi kệ đi, chuyện gì bỏ qua đi. Ông chính vì cái điều đó đó, nó tạo thành một cái, nó gần giống như một cái truyền thống, tức là người ta tin vào những cái chuyện cũ và những cái chuyện mới. Nhưng mà quý vị biết á, tại sao hôm nay quý nói chuyện này, quý nói chuyện này á, là bởi vì khi mà mình đọc những cái tờ báo của Việt Nam đó, nào là đại hội Việt Kiều, nào là những trí thức về Việt Nam để đóng góp, nào là bà con phải đóng góp nhiều hơn cho đất nước, nào là cái nguồn ngoại tệ đổ về cho đất nước ngày càng một nhiều hơn, tất cả những cái điều đó đó mình coi xong rồi, cái đó là một loạt báo. Rồi bắt đầu lại dở tiếp những cái tờ báo xuân khác, ngày xuân kể chuyện chiến thắng Mỹ Ngụy, ngày xuân kể chuyện đấu tranh ở Sài Gòn, ngày xuân kể chuyện Tết Mậu Thân, ngày xuân kể chuyện, tự nhiên hai cái bài báo nó đánh lộn với nhau. Nó cũng là cái bài báo từ ở trong Việt Nam viết ra. Một mặt á, thì các cơ quan ngoại giao, thủ tướng, chính phủ, chủ tịch nước kêu gọi rằng tinh thần đoàn kết của đất nước như thế này thế kia, đất nước chúng ta đang thời kỳ sáng lạng, đang tiến tới một cái quốc gia thu nhập chúng ta ngày càng cao hơn, thì đâu đó có những người ăn mày quá khứ, có những con người. Chính vì như vậy đó, quý vị thấy nó có một cái khoảng cách ở trong cái lòng của dân tộc. Cái khoảng cách trong cái lòng dân tộc này đó, người ta sử dụng, người ta bao biện nó bằng cái chữ ý thức hệ. Nhưng mà đối với Quy á, Quy nghĩ rằng á, nó không phải ý thức hệ, mà nó đến từ cái gì? Ý thức hệ là sao? Quy không cho nó là ý thức hệ, mà Quy cho nó là cái chữ, cái sự chia rẽ mà có sự tính toán. Và nhiều người đưa một cái câu, những cái câu than vãn từ những quý vị ở trong Việt Nam. Quý vị nói không biết đến khi nào đất nước của mình mới có cái sự đoàn kết, người Việt của mình chán ghê, dân tộc của mình nghe dân tộc kinh, có những điều cũng thật là kinh. Nhưng mà thực tế cái đó nó tồn tại, nhưng mỗi người dòm vào trong cái sự kiện, mỗi người dòm vào một cái hiện tượng bằng cái góc nhìn của mình. Cái tảng băng chìm dưới phía dưới này nó độ dài bao nhiêu người ta không thấy, chỉ có những cái người bị nhấn chìm ở dưới cái lớp nước đó, người ta mới thấy được cái chân của cái tảng băng. Còn những người thấy ở trên này bằng phẳng, nó có một khúc như vậy lớn như nhiêu, bước lên ra đứng bình thường mà.